Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn ngày hôm nay đã trở lại với kênh YouTube của mình. Thì Chào ngày mừng hôm các nay bạn mình ạ. muốn chia sẻ một câu chuyện là đi mò cua bắt ốc nha các bạn. Thì mình cũng rất mong được cái sự đồng hành của các bạn ngày hôm nay để đi đi chơi với mình một buổi Cái gì tối, đâu dành bạn? một chút thời gian để đi chơi với mình một buổi tối để xem cuộc hành trình ngày hôm nay mình đi bắt cua, bắt ốc. Tại vì những cái đồ dụng cụ của mình thì hiện tại bây giờ mình cũng chưa có những cái món đồ chuyên nghiệp nha các bạn. Thì mình chỉ có sử dụng bằng tay không thôi, với lại một cái xô. Thì mình sẽ đi dọc dọc theo cái con suối này, mình đi theo cái người bạn của mình. Thì người bạn của mình thì có một cái cần dí, thì nó dí thì cũng chuyên nghiệp rồi. Thì mình cũng không có được cái những cái vật dụng đó, thì mình chỉ bắt bằng đôi tay thôi các bạn ạ. Thì mời các bạn cùng theo chân mình để cùng theo dõi cuộc hành trình ngày hôm nay nhé các bạn nhé. Các bạn nhớ dành một like và một subscribe cho mình nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Mời các bạn cùng đi thôi. Suối cái này nó cũng hay có cá này. Cá này đi ngược á. Mưa hôm nay cũng không to mấy nhỉ. Mùa này hôm qua đi kiếm ở bên phía bên bên dưới bên chỗ nhà tôi in kia mà cũng không có mấy, mà chắc người ta xịt thuốc nhiều ha. Cái gì người ta bắt nhiều nay chưa thấy đê lên chứ, mọi bình thường giờ này lên là 4-5 đèn rồi. Đi qua bên phía này soi. Nãy giờ đi quá trời vòng rồi mà cũng chưa kiếm được con nào các bạn ơi. Giờ đi bắt cua thật là vất vả luôn đấy. Giờ tăng thêm một cái đèn lên. Đây là cái cánh đồng ruộng lúa, thì người ta chỗ này người ta cấy này mọi người này, người ta cấy lại. Nghe toàn cái tiếng mà con khe con đồ nó kêu cũng rất là sống động các bạn ạ. Bên kia bạn mình thì đi dí cá, mà bây giờ thì nói chung những cánh đồng lúa này thì do người ta xịt thuốc sâu nhiều quá, giờ cua nó cũng không có nữa mọi người. Đây có những ngôi mộ. Đây người ta trồng cây môn này các bạn này. Sau bước đi qua này, bờ ruộng này nó mềm quá. Đây có ốc này các bạn, giờ bắt mấy con ốc tạm cũng được. Giờ thời buổi khó khăn bắt ốc. Ốc các bạn này. Thành quả.
cua các bạn ơi. Cua. Nhỏ hả? Mai xây làm bún riêu. Ừ. Đây cây đậu, không biết đậu đen, đậu xanh này các bạn này. Suối đá. Ốc. Rồi. Bạn mình nói là bạn mình phải quay ngược lên phía trên kia thì mình sẽ không đi theo bạn mình nữa, mình sẽ đi qua bên phía bên này để mình kiếm một ít cua, một ít ốc nữa rồi mình sẽ về. Ốc thì còn tương đối nha các bạn, nhưng mà cua thì có vẻ không còn rồi. À, cánh đồng này đã gắn bó rất là nhiều tuổi thơ mình và những người bạn mình. Và bây giờ họ cũng nhiều, rất là nhiều người họ đi xa cái nơi này rồi các bạn ạ. Cũng lưu lại rất là nhiều kỷ niệm cho mình và các bạn mình. Những ngày thuở ấu thơ, mà ngày đó thì đi bắt cá, bắt cua thì nó nhiều lắm, chứ không phải là nó giống như bây giờ đó các bạn ạ. Bây giờ muốn kiếm được mấy con cua thật là khó khăn luôn, nói thật với các bạn luôn. Tại vì do cuộc sống bây giờ nó ngày càng khó khăn đó các bạn. Mà trải nghiệm cuộc sống nó cũng bắt đầu dần khó đi rồi. Ốc các bạn ơi. Ốc thì nhiều chứ bây giờ kiếm cua cũng bắt đầu hiếm lên rồi các bạn. Nãy giờ mình đi cũng được khá khá xa rồi, đi dọc theo cái dòng suối. Nếu mà mình có cái vợt hay có cái đồ xúc thì mình đi ra ngoài đây mình xúc thì nó cũng có cá nhỏ nhỏ đó các bạn. Ốc mai mình xào xả ớt lên ăn được các bạn. Ừ, con rắn này. Nó rắn nước các bạn. Rắn này nó cũng đi ăn cá thôi.
Đây có con cua này các bạn. Thỉnh thoảng thì cũng bắt được cua đó các bạn. Cua ốc thì cũng có. Nói chung ốc. Này mưa nó lở đất này các bạn. Lở cái bờ. Ừ, đây có mấy con rắn nhỏ nhiều lắm. Này, rắn này các bạn này. Ra ăn ốc ăn gì đấy. Ốc này là ốc gạo này các bạn, ăn nó cũng ngon lắm. Ngày hôm nay thì mình đi bắt cua bắt ốc thì tính ra cũng chả được bao nhiêu đâu các bạn ơi. Nhưng mà vấn đề là mình rất là vui mà mình ký ức tuổi thơ của mình nó lại ùa về vào những cái ngày tháng đó. Mình cũng đã từng đi bắt như này và hồi đó thì cua cá thì nó lại được nhiều hơn, nó không có giống bây giờ. Mà nãy giờ mình đi trên cái bờ ruộng mình trượt té mấy lần này các bạn này, nó trơn quá vì lúc chiều nay nó cũng có một cơn mưa trơn, nhưng mà mình thấy cảm thấy rất là vui luôn. Mà với lại là ngày hôm nay mình được chia sẻ cho các bạn một cái câu chuyện nho nhỏ thôi nhưng mà mình cảm thấy rất là vui luôn. Mình cũng hy vọng mang đến cho các bạn trải nghiệm sự vui vẻ nha các bạn nhé. Để bắt ốc cũng nhiều quá các bạn. Ốc này bắt được thì mai xào xả ớt lên ăn khá ngon đó các bạn. Thành quả ngày hôm nay đó các bạn ơi, khá là vất vả. Cảm ơn toàn thể quý vị các bạn đã quan tâm và theo dõi kênh của mình nha các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc, yêu đời nha các bạn nhé. Và thật là tràn đầy năng lượng luôn. Và bây giờ thì bye bye.